Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Điện Thoại Thanh Điền. Bên mình bán hàng đặc biệt không cần phải đặt cọc trước và bao luôn phí ship toàn quốc. Mọi người mua hàng gọi trực tiếp số điện thoại 0396789566. Số này mình đang ghim trên góc màn hình nè. Số này mình có sử dụng Zalo nữa, mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Địa chỉ của mình là 452 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Những người nào ở gần mình cũng có thể đến trực tiếp xem và test máy luôn. Còn những người ở xa thì cứ gửi địa chỉ cho mình, bên mình sẽ gửi hàng đến tận tay mọi người. Mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán, đúng hàng đúng máy thì nhận, còn không đúng thì cứ hoàn trả về cho mình. Không mất gì cả, cho nên mọi người cứ yên tâm mua hàng bên mình nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. Sản phẩm đầu tiên mình muốn gửi đến mọi người là một con iPhone 6G nha mọi người. Con này mình bán chỉ có 250k thôi, mã số là 844. Con này mình bán cho mọi người chữa cháy thôi nha. Đây là một cái máy lock nha mọi người. Máy lock ha, nó bị có nghĩa là nó không nhận sim mình đó mọi người. Muốn sử dụng sim là mình phải xài cái sim ghép ha. Còn không thì mình để nhà mình cho bé xem thiếu nhi nha. Máy bị nứt một đường kính như thế này ha, và màn nó bị lót nè, đốm mực. Nói chung là con máy này rất là xấu nha. Mình bán cho mọi người chữa cháy thôi. Có thể sử dụng wifi ở nhà mình, xài Zalo Facebook ngon lành đó mọi người đó. Thì hôm nay mình bán con máy này giá chỉ có 250k nha, mã số 844. Thì con này mình không có tặng phụ kiện nha mọi người, chỉ có 250k cho nên không tặng phụ kiện ha. Tiếp theo cũng là một con iPhone 6G nha. Cái này là cũng là một con máy quốc tế không ai lao. Máy này là nó có một cái khuyết điểm nha mọi người, mình sẽ cho mọi người xem ha. Đây, ở trên cái màn hình đó, nó có một vài cái đốm sáng nhỏ li ti như thế này. Đó ha, chỗ này nó có một cái đốm đen đen nè. Nói chung là nó hơi xấu về cái màn hình thôi, nhưng mà máy thì vẫn xài được bình thường nha. Máy nguyên riêng nha. Màn hơi xấu nè, cái màn này xấu. Phiên bản iOS hiện tại là 12.5.6, bộ nhớ lưu trữ là 16GB. Đây là số email của máy nè. Con máy này có thể sử dụng được sim nghe gọi nha mọi người. Mình có thể nghe gọi nha, Zalo, Facebook, TikTok. Nói chung là sử dụng được tất cả chức năng bình thường ha. Vân tay con máy này cũng còn rất là ok nè. Đó, vân tay còn rất là nhạy nha. Về tình trạng pin thì con này mình mới thay pin luôn, cho nên dung lượng pin còn 100%. Camera chụp hình rất là rõ luôn mọi người. Thì máy sử dụng bình thường ha. Con này mình có tặng cho mọi người là đầy đủ phụ kiện hết nha mọi người. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 700k, mã số là 843. Tặng đầy đủ phụ kiện cho bao luôn phí ship nha. Con này là iPhone 6G nha mọi người, máy quốc tế không ai lao ha. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A03. Con này thì màn hình của máy là màn hình LCD. Kích thước của màn hình 6.5 inch, hiển thị là HD cộng, để mình tăng độ sáng lên cho mọi người dễ nhìn nha. Đây là cái phần giới thiệu về bộ nhớ máy nè. RAM 3, bộ nhớ lưu trữ là 32GB, sử dụng pin 5000mAh. Con này pin cực kỳ là trâu luôn mọi người, 5000mAh. Chạy con chip là Ucisoft T606 ha. Camera chính của máy là, con này là 48MP, mà con máy này camera rất là rõ nha. Đây là hai số email để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại lên Android 13. Giờ mình test cam cho mọi người xem luôn nè. Đó, camera của máy nhìn rất là rõ luôn. Về ngoại hình thì vỏ sơn con này là vỏ đen nhám nha. Nói chung là vỏ rất là mới mọi người. Thì hôm nay anh bán con máy này là giá là 1.400.000, mã số là 843. Phụ kiện kèm theo là chỉ thiếu ốp lưng thôi nha. Có cần lực, cốc sạc, cáp sạc, quay trục sim. Không có ốp lưng nha mọi người. Máy rất là đẹp ha, đẹp như mới luôn. Thì giá bán là 1.400.000 nha, mã số 842. Tiếp theo là một con Poco C40. Con máy này màn hình rất là to nha mọi người. Màn hình của máy là 6.71 inch, rất là to luôn. Bộ nhớ lưu trữ 64GB, đang chạy RAM 4+1 ha. Phiên bản Android hiện tại là Android 11. Máy này sử dụng pin lên đến là 6000mAh, cực kỳ là cầm pin luôn mọi người. Pin 5000 đã trâu rồi ha, còn mà con này lên tới 6000 cho nên là nó rất là trâu luôn. Hỗ trợ sạc 18W đuôi sạc taxi, có sạc nhanh luôn ha. Và đây là cái số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn trâu ha, pin to sống khỏe. Đó, đây là hai dòng số email nha. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 13MP. Mình sẽ test cái phần camera cho mọi người xem luôn. Để mình tìm cái camera coi nằm ở đâu rồi. Đây. Đó, rất là rõ luôn nha mọi người. 13MP nhìn rất là rõ nét ha. Màn hình rất là to nha. Ngoại hình thì vỏ sườn màu xanh nhám. Cái chỗ này nó có hơi chày nè mọi người. Đó, chày nhanh thế này. Thì hiện tại mình chưa có ốp lưng của dòng này ha.
Cường lực thì mình có mà nó cũng không có to như thế này mọi người. Cường lực con này là 6.7 inch, mình có cái cường lực 6.5 inch thôi, nhưng mình cũng dán tạm lên mình tặng cho mọi người ha. Phụ kiện là có cường lực ha, cốc sạc, cáp sạc, quay chụp sim. Thì hôm nay em bán con máy này giá là 1.6 triệu nha, mã số là 841. Màn hình rất là to mọi người, 6.71 inch, pin 6000 ha. Pin cực kỳ là khủng luôn, dung lượng pin rất là trâu nha. Hình còn khá đẹp nè, nó có hơi chạy nhẹ chỗ này xíu. 1.6 triệu, mã số là 841. Tiếp theo là một con Redmi Note 10S, con này thì màn hình AMOLED nha, kích thước của màn hình 6.43 inch, hiển thị là Full HD cộng, chạy con chip Helio G95, bộ nhớ lưu trữ 128GB, RAM của máy là RAM 8+3, phiên bản coi hiện tại lên coi 13 nha, máy này hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Sử dụng pin 5000mAh, hỗ trợ sạc lên đến 33W, đuôi sạc taxi, máy này sạc rất là nhanh luôn mọi người. Màn hình sáng đẹp không quá mố ha, và đây là hai dòng số may để mình đối chiếu lúc nhận hàng nha. Đây, cảm ứng rất là mượt mà luôn. Cam trước, cam sau, chụp hình đẹp nha. Chụp hình rất là rõ nét, camera chính của máy là 64MP. Thì về ngoại hình con máy này rất đẹp mọi người, lưng còn dán keo, lưng màu trắng bóng có dán keo nha, vỏ sườn là bóng đẹp nè. Rất là bóng đẹp luôn. Máy này có hỗ trợ tia hồng ngoại mọi người, có thể là điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà như một cái remote đa năng ha. Thì hôm nay bán con máy này giá là 2.8 triệu nha, mã số là 750. Tiếp theo là một con VS Max Activa. Con này là màn hình zin nè, màn hình zin AMOLED luôn nha. Tràn viền luôn mọi người, cái cam trước nó nằm thục ở trong chỗ này cho nên nó tràn viền, màn hình rất là đẹp ha. Kích thước của màn hình là 6.39 inch, hiển thị Full HD cộng, chạy con chip Helio B60, và đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nha. Phiên bản Android hiện tại là Android 10, máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng, sử dụng pin 4020mAh, hỗ trợ sạc lên đến 15W, đuôi sạc taxi, máy này có sạc nhanh. Và đây là cái thông tin về bộ nhớ và RAM của máy nè. Nó bấm hơi nhiều nó mới hiện lên nha. Đó. Đây là RAM 6, bộ nhớ lưu trữ 64GB, màn hình cực kỳ đẹp luôn nha mọi người, màn hình zin AMOLED ha. Con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nha. Màn hình thì sáng đẹp nè, kính có chày xước nhẹ thôi mọi người. Đây nè, mình cho mọi người xem. Đó, kính có xước rất là nhẹ nha. Xước lông mèo đó mọi người. Có 1-2 điểm lông mèo xước thôi ha. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này màu xanh bóng, nhưng mà cũng có chày hơi nhăm nhăm nha, có chày ít thôi mọi người. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 1.8 triệu, mã số là 825. Sản phẩm này của Việt Nam nha mọi người, hàng Việt Nam chất lượng cao ha, cái này của Bắc Vượng nha. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A12, con này thì màn hình của máy là màn hình TFT LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị HD cộng, chạy con chip Helio G35. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. RAM 6, bộ nhớ lưu trữ 128GB, sử dụng pin 5000mAh, máy này hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc taxi, có sạc nhanh cho mọi người luôn ha. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản coi hiện tại là Android 11 nha, máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Màn hình sáng đẹp không ám mố, không chày xước gì hết nha mọi người. Thì con này hôm nay bán giá 1.8 triệu nha, ngoại hình vỏ sườn màu xanh nhám nè, nó có hơi nhăm nhăm mấy cái góc trên màn hình nè mọi người, cái góc vỏ này ha, nó nhăm nhăm nha. Cái khai SIM mình đang để ngoài mình chưa có lắp vô. Đó. Sườn nó có hơi nhâm nhâm. Thì những cái máy này mà nó có khuyết điểm, bên mình bán này máy đã qua sử dụng rồi nha, cho nên nó có cái khuyết điểm gì á thì mình sẽ chỉ, mình sẽ soi thật là kỹ cho mọi người xem. Nếu mọi người chấp nhận thì mọi người đặt hàng ha, bên mình thì không có che giấu gì hết nha. Đây nè, có chày xước thì mình quay cận cảnh những cái chỗ chày xước cho mọi người xem luôn. Có sao mình nói vậy ha. Thì hôm nay con máy này là giá 1.8 triệu, mã số là 818. Máy này mình tặng đầy đủ phụ kiện hết nha. Ở đây mình cũng có một con Samsung Galaxy A12 nè, nhưng mà con này thì RAM nó là chỉ có là 4 ha, RAM 4 cũng nhớ 128, con này RAM nó cấu hình nó thấp hơn con máy kia. Cho nên hôm nay mình bán con máy này là giá là 1.7 triệu nha. Đây là số may của máy nè. Phiên bản coi hiện tại là Android 12. Này vỏ sườn màu đen nhám nha, cũng có chày nhăm nhăm ít. Đó, những khuyết điểm của máy nè. Thì mình sẽ review chi tiết, thật là chi tiết từng cái góc khía cạnh của máy luôn ha, chỗ nào xấu, chỗ nào chạy xước, mình sẽ review thật là kỹ cho mọi người xem, test cảm ứng từ chi tiết luôn, test cam đầy đủ hết. Vì thế cho nên tốn thời gian của mọi người khá là nhiều, mọi người thông cảm bỏ qua nha. Mục đích của mình là chỉ muốn để cho mọi người được hiểu rõ hơn về cái sản phẩm của mình sắp đặt hàng thôi ha.
Rồi, đây là một con máy mình bán giá 1,7 triệu nha, mã số là 832. Tiếp theo là một con Oppo F9, con này thì màn hình là LCD, kích thước của màn hình là 6.3 inch, hiển thị Full HD cộng. Phiên bản Android hiện tại là Android 8.1 nha, RAM 6, bộ nhớ lưu trữ 128GB, sử dụng pin 3500mAh, thì pin này nó cũng tạm ổn so với dòng máy thế này ha. Và đây là hai số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước, cảm ứng thì mượt mà nè. Về phần ngoại hình, vỏ sườn màu trên đỏ dưới tím ha, rất là bóng đẹp luôn. Chung là máy này chưa có chạy xước gì hết nha. Hôm nay mình bán con máy này với giá là 1,3 triệu, mã số là 770. Phụ kiện đầy đủ hết luôn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là một con Vivo U10. Con này màn hình IPS LCD nha. Kích thước của màn hình 6.35 inch, hiển thị là HD cộng. Chạy con chip Helio 665. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè, hai số máy để mình đối chiếu lúc nhận hàng. Phiên bản Android hiện tại là Android 9, RAM 4, bộ nhớ lưu trữ 64GB. Pin của máy là 5000mAh, con máy này pin cực kỳ là trâu luôn nha mọi người, rất là cầm pin ha. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 13MP, con này chụp hình nhìn rất là rõ nét nha. Ngoại hình thì vỏ sườn nó có hơi xấu mọi người, cũng chạy nhâm nhâm khá là nhiều. Thì hôm nay mình có tặng ốp lưng cường lực, cốc sạc, áp sạc với được chim, nói chung là tặng đầy đủ phụ kiện hết. Giá bán là 1,2 triệu nha, mã số là 793. Một con máy RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin 5000 á, pin rất là trâu luôn mà giá chỉ có 1,2 triệu thôi mọi người, rất là rẻ tiền ha. Tặng đầy đủ phụ kiện và còn bao phí ship nữa. Tiếp theo là một con Realme C2. Đây là nguyên một con máy riêng, màn riêng luôn nha. Chung là màn riêng nó hơi ngã vàng xíu nha mọi người. Đây, này mình sẽ soi thật là kỹ những cái góc. Mọi người nhìn chỗ này ha, mấy cái góc này nè, đó có hơi vàng vàng nhẹ thôi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều nha. Màn hình thì màn hình IPS LCD, kích thước là 6.1 inch, hiển thị HD cộng, chạy con chip là Helio B22. Phiên bản Android hiện tại là Android 9 nha, RAM 2, bộ nhớ 32GB, pin 4000mAh, thì con pin này nó cũng rất là ổn so với dòng máy như thế này ha. Và đây là hai số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó. Màn hình thì nó hơi ám nhẹ thôi, hơi ám vàng nhẹ mà cảm ứng thì rất là mượt mà nha. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 13MP, con này chụp hình nhìn rất là rõ luôn mọi người, rất là rõ nét nha. Khuyết điểm duy nhất của con máy này là vỏ sườn hơi xấu nè, nó bị mẻ mấy góc nè mọi người. Đó, mấy góc này bị mẻ ha, mình quay thiệt là kỹ cho mọi người xem luôn. Đây nữa nè, thì hiện tại mình chưa có ốp lưng của dòng máy này nha, vì mọi người mua ốp lưng ốp vô. À, mình có tặng là cường lực, cốc sạc, cáp sạc quay trục sim. Giá bán của máy là 800k nha, mã số là 826. Mọi người đang xem video nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình luôn nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiếp theo là một con Redmi 7. Con máy này thì xấu có cái ngoại hình đó mọi người, chứ màn hình thì nó rất là đẹp ha. Màn hình đẹp, đặc biệt là con này chụp hình camera trước rất là rõ nét luôn nha. Màn hình là màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình 6.26 inch, hiển thị là HD cộng. Đây là nguyên một con máy riêng chưa sửa chữa gì luôn nha mọi người. Bộ nhớ lưu trữ 16GB, RAM của máy là con này là RAM 2GB ha. Phiên bản Android hiện tại là Android 9 nha. Máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Và đây là hai cái dòng số máy để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Về phần camera thì cam chính của máy là 12MP, con này chụp hình nhìn cũng khá là rõ nè mọi người. Khuyết điểm của máy là vỏ xấu nè ha, con này vỏ xấu nha, vì mọi người mua ốp lưng ốp vô ha. Hiện tại mình chưa ốp lưng, chưa có mua được ốp lưng của dòng này, vỏ xấu chạy khá là nhiều. Giá bán là 700k nha, mã số là 837, có tặng cường lực, cốc sạc, cáp sạc với chục sim. Con này đặc biệt là thích hợp cho những người mà thường hay chụp hình mà muốn có con máy giá rẻ tiện mọi người. Ở đây con máy 3 có 700.000, mình chụp hình selfie rất là rõ nha, đặc biệt cái cam chính, cam trước của máy á, nó rất là sắc, nó rất là mịn, nhìn nó ảo, nó đẹp lắm mọi người. Giá chỉ có 700k thôi ha, mã số là 837. Tiếp theo là một con Vivo, xin lỗi mọi người, con này là Oppo A93 nha. Màn hình là màn hình AMOLED, kích thước của màn hình 6.43 inch, hiển thị là Full HD cộng. Máy chạy con chip Helio B95. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Bộ nhớ lưu trữ 128GB, RAM là RAM 8+3. Phiên bản Android hiện tại là Android 12 nha, máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Đây là hai số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng. Đó.
Màn hình của máy là màn AMOLED hay lưu ảnh nhẹ nha. Đây là những cái vết lưu ảnh nhẹ của máy mình thường chỉ cho mọi người xem đây. Đó. Lưu ảnh nhẹ thôi cũng không ảnh hưởng gì ha. Cảm ứng thì rất là mượt mà. Những cái màn hình AMOLED đó mọi người cảm ứng rất là mượt mà nó nhẹ lướt lắm ha. Cảm ứng rất là nhanh luôn. Camera trước nằm ẩn trong màn hình nè, nhìn cái màn nó tràn viền rất đẹp nha. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 48 megapixel. Con này chụp hình nhìn rất là rõ nét nè. 4 cam sau, một đèn LED và cái vân tay nằm trong màn hình hiện tại nó không còn được nhạy lắm ha. Mình coi như nó bán cái máy lỗi vân tay đi. Về phần ngoại hình, vỏ sườn màu xanh bóng nè, rất là bóng đẹp luôn. Nói chung là con này đẹp trên 95% ha. Hiện tại mình chưa có ốp lưng của dòng này nha. Phụ kiện kèm theo gồm có cốc sạc, cáp sạc, que chụp sim. Giá bán là 2,5 triệu, mã số là 747. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A02s. Màn hình là màn TFT LCD nha. Kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị HD cộng. Đây là phần giới thiệu về thông tin bộ nhớ máy nè. RAM 3, bộ nhớ 32GB, sử dụng pin là 5000mAh. Con máy này hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc taxi, có sạc nhanh luôn nha. Và đây là hai dòng số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 12, máy hỗ trợ 2 SIM 2 sóng nha. Màn hình sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước gì hết luôn, cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình, cam chính của máy là 13 megapixel, chụp hình cũng rất là rõ nét nha. Ngoại hình màu đen nhám, rất là đẹp mọi người, chưa có chạy xước cấn mớp gì hết luôn, vỏ đẹp như mới nha. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 1,5 triệu, mã số là 821. Máy này tặng phụ kiện đầy đủ luôn nha. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A71. Con này thì màn hình rất đẹp nha mọi người. Màn hình này màn OLED nha, OLED 2C. Kích thước của màn hình là 6.7 inch, màn hình rất là rộng nha. Cái màn hình này ở ngoài mình nhìn rất là sáng đẹp luôn, nhưng mà khi lên hình á là nó bị nhiễu sóng, nó hơi rợn sóng nha mọi người, nó hơi giật giật nha. Cái này là do nhiễu sóng cái camera mình ghi hình thôi, chứ ở ngoài là mình nhìn cái màn hình nó rất là đẹp nha, không có bị nhiễu sóng gì hết. RAM là RAM 8 nè, bộ nhớ lưu trữ 128GB, sử dụng pin là 4500mAh. Con này hỗ trợ đuôi sạc taxi, có sạc nhanh cho mọi người luôn ha. Và đây là hai số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản coi hiện tại là coi 13. Máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng nha. Màn hình sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước gì hết, cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình á, thì camera chính của máy là 64 megapixel. Con này chụp hình nhìn rất là rõ nét luôn nè. Đó, rất là sáng ha. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn con này là vỏ bóng nha mọi người, nhưng mà nó bị chày khá là nhiều cho nên nó hơi nhám nhám rồi. Kính camera có nứt nha, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì tới chụp hình ha. Vỏ nó bị nứt một đường chỗ này như thế này nè. Chung là vỏ hơi xấu. Thì hiện tại mình chưa có mua được ốp lưng của dòng này nha. Phụ kiện kèm theo gồm có cường lực, cốc sạc, cáp sạc, que chụp sim. Thì hôm nay em bán con máy này với giá là 2,1 triệu, mã số là 845. RAM 8 nha mọi người. Samsung A71, RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Chạy con chip NAP 730, pin 4500. Máy chính hãng của Samsung nha. Chung là bên mình bán máy này chỉ bán máy chính hãng thôi mọi người. Không có bán hàng mình nói là hàng sách tay á, sách tay đa số là máy sách tay. Ở đây mình phải hiểu rõ nguồn gốc của máy sách tay nha. Máy nước ngoài sách tay gì, ví dụ nước Mỹ sách tay gì là máy chính hãng nha, còn Trung Quốc sách tay gì là máy Trung Quốc nha mọi người. Nhớ kỹ cái câu nói là máy sách tay ha. Ở đây mình bán máy chính hãng nha, không có bán máy sách tay. Rồi, tiếp theo là một con Oppo F11 Pro. Con này F11 Pro nha. Thì con này có cái khuyết điểm là vỏ hơi xấu thôi. Màn hình đó là màn hình LCD, kích thước của màn hình 6.5 inch, hiển thị là Full HD cộng nha. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Đây. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, RAM 6, bộ nhớ lưu trữ là 128GB, sử dụng pin 4000mAh, con pin này rất là cầm pin luôn nha. Đây là số máy để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Màn hình sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước luôn, cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình, camera chính của máy là 48MP, rất là rõ nha. Còn cái cam trước của con máy này nhìn rất đẹp mọi người. Cam trước nằm thục trong này nè, đó, lúc mình bấm chụp hình nó mới ló ra ha, xong rồi mình tắt nó sẽ là thục vô lại. Khuyết điểm duy nhất của con máy này là vỏ sườn xấu nha, nói chung là xấu lắm mọi người, chày xước khá là nhiều, có mớp gốc nữa nè, mớp chỗ này nè ha, đây mớp đây nữa nè, nói chung là rất là xấu. Thì hôm nay mình có tặng cho mọi người là ốp lưng. Ốp lưng thì mình ốp vô rồi nó tới cái viền này luôn mọi người, là nhìn không có thấy mấy khuyết điểm này nữa ha. Cốc sạc, cáp sạc và que chụp sim.
Thì hôm nay em bán con máy này với giá là 1.800.000, mã số là 828. Vỏ xấu thôi mọi người, còn lại là ok hết ha. Máy rất là ngon lành nha, chạy mượt mà, RAM 6, bộ nhớ là 128GB. Chạy một chip Helo B70, con này chơi game khá là ok nha. Là giá 1.800.000, tặng phụ kiện đầy đủ luôn. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A22. Máy này là máy nguyên zin nha mọi người, màn hình zin luôn ha. Màn hình zin Super AMOLED, kích thước của màn hình là 6.4 inch, hiển thị là Full HD cộng nha, hiển thị HD cộng. RAM 6 nè, bộ nhớ lưu trữ 128GB. Chạy con chip Helo là G80. Hai số may để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản ROG hiện tại là ROG 11 nha. Máy này hỗ trợ sạc là 15W, đuôi sạc Tasi, có sạc nhanh cho mọi người luôn ha. Pin là pin 5000mAh, pin rất là cầm nha. Đây là hai số may để mình đối chiếu lúc nhận hàng. Phiên bản ROG hiện tại là ROG 11, máy này hỗ trợ hai sim hai sóng nha. Màn hình đẹp, không ám mố, không chạy xước luôn, cảm ứng thì cực kỳ mượt. Về phần chụp hình, cam chính của máy là 48MP, chụp hình nhìn rất là rõ nét nha. Ngoại hình vỏ sườn màu đen, đúng ra con máy này là đen bóng đó mọi người, nhưng mà nó bị chạy xước nhiều quá, nó thành đen nhám nhám rồi ha. À, vỏ hơi xấu nha. Thì hiện tại mình chưa mua được ốp lưng của dòng này, về mọi người mua ốp lưng ốp vô. Máy sử dụng 4 cam sao, một đèn led và tích hợp vân tay nút nguồn chỗ này ha. Máy khá là cứng cáp nha. Giá bán là 2.800.000, mã số là 771. Hiện tại mình chưa có ốp lưng của dòng này nha, phụ kiện kèm theo là gồm có là cường lực, cốc sạc, cáp sạc và que chụp sim. Tiếp theo là một con iPhone 8 Plus nha mọi người, 8 Plus máy quốc tế, không ai lao, máy màu đen ha. Khuyết điểm duy nhất của con máy này là đây nè, nó có một cái điểm đốm sáng rất là nhỏ bên góc chỗ này nha. Đó, đốm sáng chỗ này. Để mình tăng hết độ sáng lên, mình sẽ cho mọi người xem cái phần thông tin giới thiệu máy nè. Phiên bản iOS hiện tại là 16.1.1. Cái màn này là màn zin nha mọi người, màn hình zin đã được ép kính lại. Mọi người nhìn ở dưới cái màn hình nó có hơi dạng dạng màu mờ, rất là mờ nha. Thì cái này ép kính lại là mình phát hiện cái ép kính, mình cho mọi người xem là mình báo là ép kính nha. Có một đốm sáng nhỏ. Bộ nhớ lưu trữ là 64GB. Đây là dòng số may để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Vân tay của máy còn rất là nhạy nha. Đó, vân tay còn rất là nhạy nè. Về phần pin, tình trạng pin hiện tại của máy là con này mình mới thay pin đó mọi người, cho nên dung lượng pin là còn 100% ha, dung lượng pin còn rất là cao luôn. Về phần chụp hình thì cam trước cam sau máy này chụp hình rất là sắc nét nha. Đó, rất là rõ luôn. X1, X2 đều đẹp hết. Thì hôm nay mình bán con máy này với cái giá là 3.500.000 nha, mã số là 837. Máy màu đen, vỏ sườn bóng đẹp lắm mọi người, đẹp ken luôn ha. Tặng đầy đủ phụ kiện nha, 3.500.000, mã số là 837. Ở đây mình cũng có một con máy 8 Plus nè mọi người, cũng là iPhone 8 Plus, máy màu trắng ha. Màn hình thì sáng đẹp, không ám mố nè. Vân tay còn rất là ok ha. Phiên bản iOS hiện tại là 16.7.8, cũng là 64GB ha. Con máy thì nó có một cái đốm sáng nhỏ xíu chỗ này. Đó, đây. Rất là nhỏ luôn nha, nhưng mình vẫn soi cho mọi người xem ha. Vân tay thì cũng còn rất là nhạy nha. Vân tay rất là ok. Tình trạng pin hiện tại của máy là con máy này cũng còn là 100%, cho pin này mình cũng mới thay đó mọi người. Về phần chụp hình thì cam chính của máy nè, đó, rất là rõ ha, X1, X2 rất là đẹp. Thì hai con máy này mình bán giá bằng nhau luôn nha. 3.500.000 trên một máy, mã số là 3836 và 837. Thì con máy này hiện tại bây giờ ha, nếu như mọi người thử tham khảo một số địa điểm bán hoặc là một số kênh bán hàng, là mình nói là iPhone chính hãng, máy quốc tế, không ai lao nha mọi người. Không ai lao nó sẽ có giá trị hơn những cái máy mà đã ẩn ai lao ha. Tại vì á, mình ẩn ai lao là mình không có có reset dòng 2 được mọi người. Còn cái này là không ai lao là mình có thể reset dòng 2 là nó sạch máy luôn ha. Thì nó chênh lệch cũng nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ á, mình đã tham khảo giá thì một số địa điểm đang bán con máy này là trên 4 triệu nha. Tầm 4.1, 4.2 gì đó. À, khoảng đó ha. Nhưng bên mình thì hiện tại này con này mình bán chỉ có 3.500.000 thôi nha. 3.500.000 rẻ hơn trên 500k so với các địa điểm khác. Không tin mọi người cứ tham khảo giá đi ha. Đó, thì
Hai máy này ngoại hình rất đẹp nha, màu đen và màu trắng, ngoại hình thì rất là đẹp. Màn hình thì cả hai đều có một cái đốm sáng nhỏ hết. Phụ kiện mình tặng cho đầy đủ phụ kiện luôn. Là một cặp ha, đen trắng, 3,5 triệu trên một máy. Mã số 36, 836 và 837 nha. Tiếp theo là một con Oppo A5. Con này là A5 2020 nha. Màn hình là màn hình TFT LCD. Kích thước của màn hình con máy này là 6.5 inch, hiển thị HD cộng. Chạy con chip NAP 665. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 11 nha. RAM 4+1. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Sử dụng pin 5000mAh, hỗ trợ đuôi sạc taxi nha. Có sạc nhanh luôn ha. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước nha. Cảm ứng thì mượt mà nè. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng luôn. Đó. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 12 megapixel. Con này chụp hình nhìn cũng khá là rõ nét ha. Rất là rõ nè. Ngoại hình màu trắng nha, bóng đẹp thì có hơi chốc sơn nhẹ mấy cái điểm này, rất là ít luôn mọi người. Đây nè. Thì hôm nay bán con máy này với giá là 1,6 triệu, mã số là 838. Tặng con máy này mình chưa mua được ốp lưng ha, tặng cường lực, cốc sạc, cáp sạc, que chọc sim, không có ốp lưng nha mọi người. Con Oppo A5 2020 này chưa có ốp lưng ha. Rồi tiếp theo là có một con iPhone 6S nha. Máy này máy quốc tế, iLoud hiện, đang có iLoud hiện nha mọi người. Đây là hồi nãy mình nói cái tình giữa cái iLoud và không có iLoud, nó giá nó chênh lệch rất là nhiều. Đây là cái lý do nè. Hiện tại bây giờ con máy này là iLoud này đang hiện ha, hiện hoặc là ẩn này nó như nhau thôi. Là mình không có thể nào mà mình đăng xuất nó ra được do mình không có biết mật khẩu ha. Và đặc biệt là không có được reset dòng 2 nha mọi người. Đó, sau đây là dòng 2 này, xóa tất cả nội dung cài đặt. Nếu như mọi người bấm vào đây xóa thì con máy này nó sẽ là không còn sử dụng được nữa. Cho nên là nó rẻ tiền là rẻ ở cái mức điểm đó ha. Nếu như con này nếu không có tài khoản iLoud thì bữa nay nó cũng phải bán giá là từ 1,2 triệu, 1,2 triệu nha. Nhưng mà hiện tại đang có iLoud hiện cho nên bán giá có 800k thôi. Mà còn được là tặng phụ kiện đầy đủ, còn được bao phí ship nữa ha. Thì con máy này mình sẽ cho mọi người xem về thông tin nè. Phiên bản iOS hiện tại là 15.7.8 nè. Bộ nhớ lưu trữ là 64GB nha. Và đây là dòng số may để mình đối chiếu lúc nhận hàng. Cảm ứng rất là mượt mọi người. Cái màn hình á, nó có đốm sáng nha. Để mình cho mọi người xem cái đốm sáng của màn hình nè. Đây nè mọi người, nhìn kỹ lắm mới thấy ha, đốm sáng rất là nhỏ. Nói chung là nhìn nó hơi dạng dạng thôi mọi người nè. Nhìn nó hơi dạng dạng ở dưới thôi chứ nhìn cũng không có rõ nét lắm về cái hình đốm sáng đó ha. Vân tay thì máy này không còn hỗ trợ được vân tay nha, lỗi vân tay rồi. Về tình trạng pin hiện tại của máy thì con này là còn 100% pin. Cảm ứng mượt mà nha, màn thì sáng đẹp, có một đốm sáng nhỏ xíu siêu chỗ này. Đốm sáng nó nằm ẩn ẩn ở dưới mọi người, những đốm sáng mà ẩn ẩn nhìn rất là khó thấy ha. Về phần chụp hình thì máy này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nha. Ngoại hình thì màu nhà con này là màu bạc đó mọi người, màu bạc ha. Cũng có chạy nhâm nhâm, chạy ít thôi. Thì hôm nay mình bán con máy này là 800k nha, tặng phụ kiện đầy đủ nè, mã số là 839. Tiếp theo là mình có một con, cái này là Sharp nha mọi người. Sharp BIF90. Đây là phần giới thiệu về thông tin nè. IF9007 ha. Phiên bản Android hiện tại là Android 7 nha. Thì con này hình như là RAM có 2GB mọi người. RAM 2GB, bộ nhớ lưu trữ là 16GB. Chung là mình cũng sử dụng được các chức năng bình thường nha, nghe gọi Zalo, Facebook, lướt TikTok là cũng ngon lành. Màn hình cũng sáng đẹp ha, không ám mố, không chạy xước gì hết. Ngoại hình thì cũng còn khá là cứng cáp. Hai cam sao, một đèn LED, có hỗ trợ vân tay trên nút home chỗ này luôn nha. Thì hôm nay bán con máy này giá chỉ có 600k thôi, mã số là 840. Phụ kiện kèm theo là chỉ có cốc sạc, cáp sạc thì que chọc sim nha. Mình không có dòng không có ốp lưng và cường lực của dòng máy này, cho nên bán chỉ 600k thôi mọi người. Giá này là rất là rẻ ha, được bao phí ship nè, được tặng cáp sạc nữa. Mình sử dụng được tất cả các chức năng luôn nha, xem phim, nghe gọi Zalo, Facebook, ngon lành luôn. Cái màn hình thì sáng đẹp nha, màn hình không có ám mố, không chạy xước gì hết nè.
rất là rẻ tiền mọi người, 600k, mã số là 840. Tiếp theo là một con iPhone 7 Plus nha. Máy này là 7 Plus, máy quốc tế không allow. Hiện tại là cái nút home, nút home chỗ này nó không có sử dụng được ha. Mình dùng phím ảo nè. Màn hình là sáng đẹp, không áo mú, không chạy xước nha. Cảm ứng thì mượt mà. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Phiên bản iOS hiện tại là 15.7.9. Bộ nhớ lưu trữ 32GB. Và đây là số email để mình đối chiếu lúc nhận hàng ha. Vân tay không còn sử dụng được nha. Tình trạng pin hiện tại của máy là còn 100%. Con này do mình mới thay pin đó mọi người. Phần chụp hình thì cam chính của máy nè, rất là rõ ha. Cái cam X2 á, ở sau lưng của máy này nó 2 camera nha mọi người. Nó đã hư một cái cam rồi ha. Còn sử dụng cam X1. X1, X2 thì cũng chỉ là mình thu gần phóng xa thôi mọi người, nó cũng không có ảnh hưởng gì ha. Chụp hình thì nhất rất là rõ nè. Đó. Về phần ngoại hình thì vỏ sườn là màu vàng hồng nha, có chày nhâm thôi mọi người, rất là ít đây nè. Màu vàng hồng chứ không phải vàng gold nha. Thì hôm nay em bán con máy này giá là 1.9.000, mã số là 834, phụ kiện tặng đầy đủ luôn mọi người. Ốp lưng, cường lực, cốc sạc, cáp sạc, que chọc sim, nói chung là đầy đủ hết ha. Chỉ có 1.9.000 thôi. Tiếp theo là một con Oppo nha mọi người, Oppo A12. Con này thì màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.22 inch, hiển thị HD+, chạy con chip Helio B35, phiên bản Android hiện tại là Android 9 nè, RAM 3, bộ nhớ lưu trữ 32GB, sử dụng pin 4230mAh, con máy này pin rất là cầm pin ha. Đây là mình cho mọi người xem cái số email của máy đây. Đó, số email này mình để đối chiếu lúc nhận hàng ha. Màn hình thì sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước nha, cảm ứng mượt mà. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 13MP, con này chụp hình nhìn cũng rất là rõ nha mọi người. Rất là rõ nét ha. Ngoại hình này vỏ sườn con này màu xanh ngọc nha. Giảm cái màu xanh ngọc, xanh nhám nha mọi người. Rất là mới luôn, con này đẹp trên 9500 cái ngoại hình nè. Thì hôm nay anh bán con máy này giá là 1.1.000 nha, mã số là 831. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy S7 Edge đó mọi người. Đây là một sản phẩm từng làm mưa làm gió trên thị trường này ha. S7 Edge mới ra cũng mười mấy cũ nha, hôm nay còn có 800k thôi, rất là rẻ luôn. Màn hình này màn hình cong nè, màn hình cong tràn viền luôn mọi người, màn hình cong AMOLED ha. Kích thước của màn hình là 5.5 inch, hiển thị là 2K nha mọi người, con này hiển thị rất là sắc nét 2K luôn nha. Màn hình nứt kính với có hai cái đốm mực nhỏ chỗ này, nó hai cái tay mình chỉ nha chỗ này nè nha. Chạy con chip Exynos 8890, RAM 4, bộ nhớ 32GB, pin thì 3600mAh, cũng khá là ổn ha. Đây là số email để mình đối chiếu lúc nhận hàng, con máy này nó sử dụng một sim cho nên nó có một số email thôi ha. Phiên bản Android hiện tại là 9.0 nha. Con này chụp hình nhìn rất rõ nè. Đó, cam chính của máy là 12MP. Ngoại hình xấu nha, nứt kính chỗ này chút xíu, này là màu vàng đồng. Mất nút nguồn nè, mất nút tăng giảm âm lượng. Nó mất cái nút ở ngoài thôi nha mọi người, chứ mọi người mình cũng có thể dùng cây để mình chọc nhẹ vô mình sử dụng được ha. Cái này thì về mình tải cái nếu mình mở nguồn thì mình nhấp cái nút home này đã mở nguồn ha, mình tải cái nút tắt màn hình đó mọi người, tắt như cái iPhone có màn hình tròn tròn nhỏ nhỏ đó, mình nhấp vô là tự tắt. Mở nguồn thì nhấp nút này lên. Còn lúc nguồn mình chỉ sử dụng một lần lúc mở nguồn thôi ha, cũng rất là tiện lợi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều nha. Thì hôm nay anh bán con máy này giá 800k, mã số là 819. Con này mình không có ốp lưng và cường lực ha, chỉ có phụ kiện gồm có sạc thôi, sạc và que chọc sim, bao phí ship luôn nha. Tất cả các dòng sản phẩm của mình đều bao phí ship nha mọi người. Hiện tại thì cái con lúc đầu live mình bán á, đầu clip mình bán là con máy này nè, chỉ có 250k thôi mà vẫn được bao phí ship nha, vẫn được bao phí ship. Và con máy này thì mình không có tặng cho mọi người sạc nha mọi người, tại vì nó rất là rẻ tiền. Rẻ quá mà tặng sạc nữa thì con máy nó thành ra cho đã bao phí ship mà còn tặng sạc, nó có 200 mấy thì nó giống như là cho đúng không, cho nên mình không có tặng sạc nha, để nói chung là bán giá hữu nghị cho mọi người chữa cháy thôi. Còn đây là một con Vivo i53, đây là một con máy mình xài được bình thường ha. Máy này mình chưa mở nguồn lên,
mình đợi một chút xíu nha mọi người, đợi cho máy nó mở nguồn lên cái ha. Màn hình của máy là màn 5 inch nha, màn TFT LCD, đây là nguyên một con máy riêng luôn mọi người, chưa sửa chữa gì cả nha. Chạy con chip NAT 425, RAM 2, bộ nhớ lưu trữ 16GB, pin là pin 2500mAh. Màu vàng gold nha, vỏ sườn màu vàng gold, chày rất là ít. Thì hôm nay bán con máy này là giá chỉ có là 400k thôi mọi người. 400k, mã số là 813 ha, tặng sạc và bao luôn phí ship nữa nha, con máy này rất là rẻ. À, con máy này đang khởi động nhà trong chắc hơi lâu, mình cho đây. À, nó lên rồi, mình sẽ đợi nó lót vào trong luôn, mình sẽ cho mọi người xem cái màn. Cái màn này là màn riêng nhưng mà nó hơi ngã hồng nha, đây nè mọi người. Nó hơi ngã hồng xíu nè, hơi ngã hồng vàng vàng. Lên hình thì đẹp ha. Chạy phiên bản ha, Android 6.1 nha. Và đây là cái số may để nó mới lót vào trong thôi mọi, cho nên mình bấm là nó chưa có nhảy ha. À, mình quên nói với mọi người luôn, con này khuyết điểm con máy này là pin hơi kém nha, pin hơi kém, pin yếu, chung mà mình nghe gọi trong ngày thôi, thì giá bán là 400k, mã số 813, con này pin kém nó khởi động lại đó mọi người. Rồi tiếp theo là một con iPhone 11, giá bán nhỉnh hơn con iPhone 8 Plus chút xíu thôi mọi người. Nếu mà mọi người không có chú trọng quá về cái ngoại hình á thì mọi người nên chọn con này ha. Còn con 8 Plus thì ngoại hình nó đẹp thiệt, nhưng mà nó là 8 Plus, thì chỉ iPhone 8 Plus thôi. Còn đây là iPhone 11 nha, nếu không có chú trọng về ngoại hình, tại con máy này ngoại hình nó rất là xấu nè, chạy xước khá là nhiều ha. Màn hình thì màn hình riêng đây á là màn hình riêng mình bóc từ con máy khác sang, chứ không phải là màn hình riêng theo máy nha, cho nên nó có báo nè. Cái báo, phần báo này nè mọi người, cái lỗi này mình fix được nha, nhưng mình sẽ không fix, tại vì có trường hợp mình thay cái màn lô vô rồi mình fix cái lỗi là màn linh kiện nè, fix mất cái dòng này, cho nên mình nói là màn riêng nhưng thật sự đó chưa chắc gì là màn riêng. Ở đây là con máy này là màn riêng ở đây là không phải riêng theo con máy này, mà mình bóc từ con máy khác nó bị mất nguồn, nó còn cái màn mình bóc qua ha, cho nên đây mình gọi là riêng, bóc máy từ máy khác qua nha. Còn những cái lỗi này là fix được hết mọi người, pin thì mới thay cũng có báo luôn nè, pin linh kiện mà fix được ha, không ảnh hưởng gì nhiều nha. Phiên bản iOS hiện tại là 17.4.1 nè, bộ nhớ lưu trữ 64GB, và đây là số email của máy nha. Máy này mình có thể sử dụng được hai sim nha mọi người, một sim vật lý và một eSIM ha. Màn hình có đốm sáng nhỏ tí ti nha, để mình tìm cái chỗ nào cho dễ nhìn đây nè. Đó, nhìn rất là mờ luôn, tí ti nằm ở dưới góc thôi, ở trong mọi người. Nhưng mình cũng sẽ cho mọi người xem ha, ưng ý thì mình đặt thôi. Vỏ sườn nè, quay cận cảnh vỏ sườn cho mọi người xem, rất cực kỳ là xấu luôn. Đó, nó nổ bong bong hết rồi. Thì cái này về mọi người mua ốp lưng ốp vô nha, kính lưng cũng nứt rồi nè. Và mình chưa có cường lực luôn mọi người, về mua ốp lưng và cường lực dán lên ha. Hôm nay mình bán con máy này giá chỉ có là 3.9 triệu thôi nha, mã số là 827. Hiện tại bây giờ một số địa điểm đang bán máy này với giá trên 8 triệu nha mọi người. Mọi người nhớ kỹ nha, trên 8 triệu nhưng do con máy này nó hơi xấu nè, mình bán giá chỉ có 3.9 triệu, chưa được 1/2 giá thị trường hiện tại luôn ha. Và con máy này nó không có nhận Face ID nha mọi người, Face ID là cái nhận diện khuôn mặt á, là không có nhận diện được ha, lỗi đó, duy nhất là cái lỗi đó thôi. Tiếp theo sẽ là hai con máy Oppo A15, một màu trắng và một màu đen nha. Màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình con máy này là 6.52 inch, hiển thị là HD cộng. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Chạy con chip Helio B35 nha. Phiên bản Android hiện tại là Android 10, RAM 3, bộ nhớ lưu trữ 32GB. Sử dụng pin 4230mAh, pin con máy này cũng rất là cầm ha. Đây là số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó. Màn hình sáng đẹp, không áo mố, không chạy xước nha, cảm ứng thì mượt mà. Cam chính của máy là 13MP, chụp hình nhìn cũng rất là rõ nha. Đó, rất là rõ nét. Ngoại hình màu trắng, bóng đẹp như mới luôn. Giá 1.5 triệu, mã số là 822. Con này là màu trắng nha. Ở đây mình có một con màu đen cũng là giá 1.5 triệu nè, mã số là 823. Nó chỉ khác cái màu và cái khác cái số may thôi nha mọi người. Màn hình thì như nhau, cũng là 6.5 inch ha. Pin thì 4230, giống nhau luôn mọi người. Nói chung là giống hết, chỉ khác cái số may và cái vỏ thôi. Thì con này mình cũng bán giá 1.5 triệu nha, mã số là 823. Tặng phụ kiện đầy đủ cho mọi người luôn ha. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A10, con này thì màn hình của máy là màn hình IPS LCD, kích thước 6.2 inch, hiển thị là HD cộng. Chạy con chip Exynos 7884,
RAM 2 bộ nhớ lưu trữ là 32GB, sử dụng pin 3400 nha. 3400 này cũng khá là ổn so với dòng máy như thế này. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước nè, cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình á thì mình sẽ test camera ra cho mọi người xem ha. Đây, cam chính của máy là 13 megapixel, thì con này á mọi người nhìn thấy nó hơi mờ nha, mờ là do cái kính cam đã bị dán lại rồi mọi người, lưng dán hoàn toàn luôn ha. Cái này mình nghĩ là còn rất là mới nha mọi người, về lột keo ra rất là bóng mới nè, thì lưng được dán keo luôn ha. Thì hôm nay anh bán con máy này giá chỉ có 700k nha, mã số là 790. Con này mình chưa có ốp lưng nha mọi người, phụ kiện kèm theo là có cường lực, cốc sạc, cáp sạc, que chụp sim. Những cái góc như thế này nó có hơi mớp nhăm nhăm ha. Còn ở trong thì còn đang dán keo, mình không biết nó có đẹp hay không, nhưng mình chỉ đoán là chắc là nó đẹp đó. Còn dán keo hoàn toàn luôn nè. Thì máy này mình sử dụng được tất cả các chức năng nha, xem phim, nghe, gọi Zalo, Facebook, lướt TikTok là ngon lành hết luôn mọi người. Và có cái không chơi game được nha mọi người, game 2 mình chỉ có thể tải những cái game nhẹ thôi mọi người, game offline gì máy mình chơi thôi ha, chứ không thể nào chơi những game online được nha, nó rất là giật, rất là lắc nha. Cái này thì mình bán cho mọi người chủ yếu là nghe gọi đi, xem phim, Zalo, Facebook, lướt TikTok, nói chung là các chức năng cơ bản của máy thôi ha. Còn chuyên sâu thì nó không có chạy nổi nha mọi người. Còn ai muốn có nhu cầu chơi game á thì mình chọn những con máy là có giá trị cao hơn chút xíu ha, tầm gam 4, gam 6 hay là gam 8 trở lên, thì những con máy đó mình chơi game rất là ok nha. Chứ đừng có chọn những con máy mà gam 2 rồi nói sao mà máy nó lãng quá. Đúng rồi, những con máy gam 2 là không thể nào chơi game được nha mọi người. Cái này mình cũng thông tin cho mọi người được rõ luôn ha. Là con máy mình bán chỉ có 700k thôi nha, mã số là 790. Tiếp theo là một con Redmi Note 10 5G. Màn hình là màn hình IPS LCD nha. Kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị Full HD cộng. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB nha. RAM của máy là RAM 8 nè. Đang chạy phiên bản Android 11, máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng ha. Sử dụng camera của máy là 48 megapixel, rất là rõ luôn mọi người, rất là đẹp nha. Pin 5000mAh, hỗ trợ sạc 18W, đuôi sạc taxi, có sạc nhanh nha. Màn sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước nè, cảm ứng thì mượt mà. Về phần ngoại hình, vỏ con này màu xám nha, vỏ bóng đẹp lắm mọi người, không có chạy xước cấn ớt gì hết, vân tay hơi khác màu nha. Ba cam sao nè, một đèn led và có tích hợp vân tay nút nguồn luôn. Thì hôm nay anh bán con máy này giá 2,2 triệu, mã số là 829. Máy này hiện tại là mình chưa có mua được ốp lưng ha, phụ kiện kèm theo là gồm có cốc sạc, cáp sạc, que chụp sim. RAM 8 nha mọi người, RAM 8 bộ nhớ 128GB, pin 5000 nữa. Nhưng mà những con máy này thì mọi người mua chơi game là ngon lành, là không lãng, không giật, không lắc nè. Đầu tư cỡ này ha, chứ đừng có mua con máy có 500-600 ngàn, 400-500 ngàn gì báo là chơi game lãng quá, chơi game lắc quá. Cái này mình không chịu trách nhiệm nha, mình đã thông báo cho mọi người biết trước rồi ha. Rồi tiếp theo là một con Vivo i12s. Màn hình IPS LCD nha, kích thước của màn hình là 6.51 inch, hiển thị HD cộng. Chạy con chip là Meditech Helio B35. RAM là con này thì RAM 3GB ha, bộ nhớ lưu trữ là 32GB. Đây là hai dòng xoáy mây để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, máy hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng nha. Sử dụng pin 5000mAh. Đuôi sạc này đuôi sạc USB, con này không có sạc nhanh nha mọi người. Màn sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước ha. Để mình test cảm ứng cho mọi người xem nè. Đó, cảm ứng rất mượt mà nha. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 13 megapixel. Con này chụp hình nhìn cũng khá là rõ nét nè mọi người. Đó. Ngoại hình thì vỏ sườn hơi xấu nha, chạy nhăm nhăm khá là nhiều. Thì hôm nay anh bán con máy này giá 1,2 triệu, mã số là 768. Máy này mình có tặng đầy đủ phụ kiện cho mọi người luôn ha, giá chỉ có 1,2 triệu thôi nè. Và đây là một con Samsung Galaxy A51 nha. Màn hình Real Super AMOLED nè. Kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị Full HD cộng. Chạy con chip Exynos 9611. RAM 6, bộ nhớ lưu trữ 128GB, sử dụng pin 4000mAh. Máy hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc taxi, có sạc nhanh nha. Đây là hai dòng suối mây để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 13, máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng nha. Màn sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước gì hết nè, cảm ứng thì cực kỳ là mượt mà luôn. Về phần chụp hình thì cam chính của máy là 48 megapixel, chụp hình nhìn rất là rõ nét luôn mọi người. Đó.
Ngoại hình màu xanh bóng nha, rất là bóng đẹp, con đẹp như mới luôn, chưa có chạy xước cắn mớp gì hết. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 3,1 triệu nha, mã số là 780. Phụ kiện thì hiện tại mình chưa có mua được ốp lưng của dòng này, có tặng là cường lực, cốc sạc, cáp sạc, quay chọc sim ha. Giá là 3,1 triệu nha, mã số là 780. Máy đẹp như mới luôn mọi người, rất là đẹp ha. À, mình nhìn cái sườn này cảm giác nó hơi cong nhẹ nha mọi người, nhưng mà cái loại này nó vậy đó, nó không có cong đâu ha. Rồi, video của mình đến đây là hết ha. Mọi người mua hàng thì xin để lại comment bên dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0396789566, số này mình đang ghim trên góc màn hình nha. Số này mình có sử dụng Zalo nên mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Địa chỉ của mình là 452 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mình ở cách cầu Mỹ Thuận là 3 km nha. Cặp chân cầu Miễu Bà, những người nào ở gần cũng có thể đến trực tiếp xem và test máy ha. Mình ưng ý con máy nào đó thì mình mang về sử dụng nha. Mình ở trên đường tỉnh lộ 864 nha mọi người. Còn những người nào ở xa thì cứ gửi địa chỉ cho mình, bên mình sẽ gửi hàng đến tận tay mọi người. Mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán nha. Đúng hàng đúng máy thì nhận, còn không đúng thì cứ hoàn trả cho mình, không có mất gì cả. Bên mình không có cần phải đặt cọc trước cho nên cũng không có sợ mất tiền cọc ha. Cho nên mọi người cứ yên tâm mua hàng bên mình nha. Và để cho mọi người mà yên tâm sử dụng các mặt hàng bên mình á, thì tất cả các dòng sản phẩm bên mình đều được bảo hành 3 tháng cho mọi người yên tâm mà sử dụng nha. Trong 3 tháng đầu tiên nếu có lỗi làm gì thì mọi người cứ gửi về cái địa chỉ này cho mình nè. Bên mình sẽ bảo hành và sửa chữa miễn phí cho mọi người, đặc biệt là cái phí gửi đi gửi về trong quá trình bảo hành là bên mình cũng sẽ chịu hoàn toàn luôn ha. Mọi người cứ yên tâm nha, không phải phát sinh thêm một cái khoản phí nào nữa cả. Cái vấn đề bảo hành thì mình cũng xin nói rõ luôn là mình chỉ bảo hành bên trong máy thôi ha. Mình sẽ dán con tem bên ngoài như thế này. Trên con tem mình có ghi là ngày, tháng và năm nha. Mọi người cố gắng giữ con tem này đừng để cho nó rách ha. Nếu nó rách ngang thì mình sẽ không có tính bảo hành cho mọi người nha. Mình chỉ bảo hành bên trong thôi. Còn cái phần vỏ sườn nè, đặc biệt là cái màn hình nha. Nếu cái màn hình mọi người sử dụng á, mà bị nứt bể, chày xước, ám ố, loạn liệt hay gì đó, hay là đốm mực gì đó ha, cái đó là mọi người tự chịu trách nhiệm. Vì thế cho nên mọi người nhớ nha, kiểm tra trước khi thanh toán là cái mà mình thường xuyên nhắc nhở mọi người rất là nhiều lần ha. Kiểm tra thật là kỹ, nhất là cái màn hình mình test thật là kỹ nha, xem màn có nứt bể, có chạy xước gì không, và cảm ứng có bị đứt hay bị không ăn chỗ nào. Mình test cảm ứng rất là đơn giản mọi người, đây là trên một cái màn hình ứng dụng nào cũng được ha. Mình dùng cái ngón tay mình dịnh vào một cái ứng dụng, khi nào nó hiển thị lên cái thông tin như thế này ha, hiển thị lên thông tin, bắt đầu mình kéo nè, kéo đều các màn hình hết nha. Mình đè tay xuống nha mọi người, đừng có dở lên nha, kéo đều hết cái màn hình như thế này đó. Nếu chỗ nào mà nó không lướt qua được á là chỗ đó là cảm ứng không ăn, lúc đó mình sẽ từ chối nhận hàng nha. Và còn một cái vấn đề nữa, để tránh cái trường hợp mà mình giới thiệu cái máy này mà tới chừng giao hàng lại là giao cái máy khác, có nghĩa là giao không đúng hàng đúng máy đó mọi người. Mọi người nhớ nè, cái thao tác sao thăng 06 thăng đó, chụp hình hoặc là bấm dừng video lấy cái viết ghi lại cái dòng số máy này nè. Rồi khi mình nhận hàng mở lên đối chiếu ha, mình đối chiếu xem đúng. Đây mình đang xác định ở đây là đúng nha, quan trọng chứ không phải là đúng là đúng hoàn toàn, chứ không phải đúng một hai số nha mọi người. Đúng hoàn toàn luôn. Lúc đó mọi người tiếp tục test các chức năng khác cho mình ha. Còn không đúng á, hoặc là sai một số đó mọi người sẽ có thể từ chối nhận hàng cũng được đó mọi người. Không cần phải test nhiều, có đó là trường hợp là giao không đúng hàng đúng máy rồi. Bên mình nha, thứ nhất là giao cho kiểm hàng, thứ hai là cho mọi người được test thật là kỹ, nhớ test thật là kỹ giùm mình ha. Đó, lúc đó nếu mọi người đã xác định là đúng số rồi, đúng số máy là đúng máy rồi, test cảm ứng ok rồi ha, lúc đó mọi người mở luôn cái wifi lên nếu được ha. Mọi người lấy luôn cái cốc sạc, cáp sạc mình tặng kèm theo đó, cắm sạc test giùm mình cái nữa ha. À, test loa, test mic, test cam này kia đầy đủ, nếu ok mọi người lúc đó thanh toán nha. Còn cái trường hợp mà đã thanh toán rồi mới phát hiện là màn hình nứt bể gì đó mà mọi người báo mình bảo hành là mình sẽ không chịu trách nhiệm nha. Mình đã bắt thông báo trước là cái màn hình sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành nha, mình chỉ bảo hành bên trong máy thôi. Còn vấn đề mọi người mua hàng á, mọi người một thời gian hoặc là mình không thích mình có thể đổi trả, hoặc là đổi sang máy khác, hoặc là đổi lấy tiền lại vẫn được nha mọi người. Nhưng mà mình phải hao hụt một cái số phần trăm nào đó ha. Còn mà hao vấn đề hao hụt bao nhiêu thì mọi người có nhu cầu cứ liên hệ lại với mình sẽ thông báo cho mọi người được biết luôn ha. À, rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.